Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện nay, nhiều người chơi cá cảnh ngày càng yêu thích và có xu hướng tìm mua những chú cá giết anh đào nhỏ nhắn và đáng yêu. Vậy loài cá này có điểm nào nổi bật và thu hút đến thế? Hãy cùng mình tìm hiểu thêm về loài cá dễ nuôi này trong video sau bạn nhé. Loài cá nước ngọt nhiệt đới thuộc họ cá chép. Cá giết anh đào hay còn có các tên gọi khác như cá đồng đong anh đào, cá dâu anh đào, cá hồng đào, cá huyết hồng đào là một loài cá nhiệt đới nước ngọt trong họ cá chép. Đây là họ cá lớn nhất trên thế giới với số lượng lên đến 2.000 loài. Trong khi số lượng loài thuộc họ cá chép ngày càng tăng, thì cá giết anh đào lại bị suy giảm trong tự nhiên những năm gần đây. Nguyên nhân là do nạn săn bắt trộm, thiếu hụt môi trường sống và cạn kiệt thức ăn. Tuy vậy, số lượng cá giết anh đào vẫn được cân bằng và đảm bảo trên thị trường cá cảnh. Những chú cá giết anh đào có tuổi thọ từ 5 đến 6 năm là loài ăn tạp và khá dễ nuôi. Thân hình thon dài, con đực đẹp hơn con cái. Cá giết anh đào có thân thon duyên dáng với chiều dài chỉ khoảng 5 cm. Toàn thân cá được phủ màu hồng đỏ rực rỡ, điểm thêm một dải màu đen trải dài từ đầu đến đuôi vây. Con đực mang màu anh đào nổi bật hơn, trong khi con cái có nhiều khoảng màu trắng. Về hình dáng, con cái có phần bụng tròn và tổng thể kém sắc hơn so với con đực. Chênh lệch về ngoại hình khiến nhiều người chỉ muốn nuôi cá giết anh đào đực. Tuy nhiên, điều này mang lại những rủi ro không đáng. Việc mất cân bằng giới tính khiến cá giết anh đào đấu đá lẫn nhau, dẫn đến tình trạng bắt nạt hoặc cô lập. Trên thực tế, loài cá này khá nhỏ và không dễ phân biệt con đực con cái. Với tập tính sống theo bầy đàn, chúng sẽ liên tục di chuyển và khiến bể cá cảnh của bạn luôn sinh động. Khá nhút nhát, cần lưu ý tỷ lệ đực cái trong bể. Với bản chất là một loài cá cộng đồng, giết anh đào thích bơi theo đàn và rất hoạt bát. Bạn nên nuôi ít nhất 8 đến 10 chú cá giết anh đào, nếu không muốn chúng sợ hãi trốn đi. Tính cách của giống cá này thực sự nhút nhát. Chúng sẽ nấp trong hang hoặc bụi cây nếu không có đồng đội của mình. Điều này bắt nguồn từ thực tế là càng nhiều thành viên trong một nhóm, thì động vật sẽ càng tự tin. Từ khía cạnh xã hội và sinh tồn, nhóm cá số lượng lớn có khả năng sống sót cao hơn khi bị tấn công. Ngoài ra, nên lưu ý cân bằng số lượng cá đực cá cái trong bể cảnh. Những chú cá giết anh đào đực thường làm phiền cá cái khi đến mùa sinh sản, và cá cái rất dễ stress hoặc mắc bệnh vì điều đó. Mật độ lý tưởng nhất là 2 đực, 1 cái. Như vậy sẽ tránh trường hợp cá cái bị truy đuổi dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức. Thiết lập bể, chế độ ăn và chăm sóc. Hãy trang trí bể cá của bạn gần gũi, với môi trường sống tự nhiên với nhiều bụi thực vật, cây thủy sinh, các hang động để chúng ẩn náu. Nên chọn chất nền sẫm màu để cá giết anh đào thêm nổi bật. Một số lưu ý quan trọng về thông số bể cá bạn cần biết. Ánh sáng cường độ thấp. Nhiệt độ nước 22 đến 26 độ C. Độ cứng của nước 4 đến 15. Độ pH 6 đến 7.5. Lưu lượng nước trung bình. Bạn nên sắm một bể kính với dung tích tối thiểu là 90 lít, kích thước có thể tăng lên nếu bạn nuôi giết anh đào chung với những loài cá khác. Mặc dù giết anh đào có kích thước nhỏ, chúng vẫn cần không gian rộng rãi để bơi và đùa nghịch. Hơn nữa, bạn cần những khoảng đủ rộng để bố trí nơi trú ẩn cho cá cái khi đến mùa sinh sản. Bởi vậy đừng tiếc rẻ khi mua một bể kính cỡ vừa bạn nhé. Cá giết anh đào trong môi trường tự nhiên sẽ ăn bất cứ thứ gì vừa miệng chúng. Điều này nghĩa là chúng không hề kén ăn, dễ nuôi hơn rất nhiều loài cá đồng đành khác. Những chú cá nhỏ này có thức ăn khá phong phú bởi bản tính ăn tạp. Chúng có thể ăn tảo, thực vật, côn trùng nhỏ, giun, động vật giáp xác và động vật phù du. Ở môi trường nuôi nhốt, các thực phẩm trở nên đa dạng hơn nhiều. Bạn có thể mua thức ăn chuyên dụng dạng hạt, dạng viên ở các cửa hàng cá cảnh. Để đổi món cho cá giết anh đào, thêm thực phẩm đông lạnh hoặc đồ sống như tôm nhỏ hoặc giun sẽ khiến chúng thích thú hơn. Một chế độ ăn với đầy đủ dinh dưỡng và chất khoáng cần thiết sẽ giúp cá của bạn hoạt bát và khỏe mạnh hơn. Nên cho cá giết anh đào ăn 2 đến 3 lần một ngày với số lượng ít. Tần suất ăn như vậy là hợp lý, không ảnh hưởng đến sức khỏe và màu thân của chúng. Cá giết anh đào không dễ bị bệnh, miễn là bạn giữ điều kiện nước ổn định. Nên thay nước hàng tuần và vệ sinh chất nền, thành bể, các chi tiết trang trí. Nếu cá bị bệnh, trên thân sẽ xuất hiện những đốm trắng nhỏ như hạt muối. Chúng thường nhiễm bệnh khi hệ thống miễn dịch suy giảm do căng thẳng. Để điều trị, bạn hãy tăng nhiệt độ trong bể lên thêm 2 đến 3 độ C trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, bạn có thể mua thuốc ở cửa hàng thú y nếu thấy dấu hiệu bệnh không được cải thiện. Bạn cùng bể. Khi thêm các loài cá khác vào bể, cần lưu ý đến tập tính của chúng. Các loài hung dữ sẽ gây hấn và quấy rối cá giết anh đào, khiến chúng sợ hãi và tìm cách trốn đi hết. Điều này không chỉ khiến bạn không được ngắm nhìn cá giết anh đào, mà còn khiến chúng bị căng thẳng. Ví dụ, cá tứ vân thường được cho là loài hay tấn công hoặc cắn vây của cá giết anh đào. Những bạn cá thích hợp với loài này bao gồm cá neon, cá ngọc trai thiên đường galaxy, cá thủy tinh, cá sặc, cá guppy. Nhân giống cá giết anh đào.
giống như các chi cá trong họ cá chép, cá riếc anh đào chẳng mấy quan tâm đến con non, thậm chí còn bỏ mặc trứng sau khi sinh sản. Dấu hiệu của cá vào mùa sinh sản là màu sắc con đực trở nên rực rỡ hơn. Một cặp cá riếc anh đào có thể đẻ 200-300 quả trứng. Chúng đặt trứng rải rác trên các cây thủy sinh hoặc ngay trên chất nền. Trong quá trình nhân giống, hãy tách cá đực và cá cái ra một bể nhỏ hơn, với ánh sáng mờ và dòng chảy chậm. Một khi cá cái đẻ hết trứng, bạn nên lập tức tách cặp cá ra khỏi trứng của chúng, nếu không chúng sẽ ăn luôn cả trứng của mình. Trứng bắt đầu nở thành cá con sau vài ngày. Cá con sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng và trưởng thành khi đủ 2 tháng. Vừa rồi là tổng quan về loài cá riếc anh đào nhỏ nhắn mà xinh đẹp. Mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp bạn thêm yêu thích loài cá này, cũng như biết cách chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về thế giới cá cảnh bạn nhé!